Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe yêu đồ đẹp. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một cái sản phẩm đến từ nhãn hàng Chien, một nhãn hàng của Trung Quốc và cũng khá nổi tiếng với rất là nhiều mẫu bật lửa độc đáo, chất lượng cực kỳ cao và giá thành cũng cực kỳ là bình dân. Mẫu này thì có mã hàng là CF0974 các anh nhé. Mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Ngoài ra thì các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là CF0974, các anh có thể xem được hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, màu sắc khác cho cái sản phẩm này cũng như là thông số kỹ thuật cho cái sản phẩm này ở trên website ambe.vn các anh nhé. Một cái sản phẩm với cái hộp rất là sang trọng màu trắng như này đúng không các anh? Đấy, anh có thể quan sát cái độ đẹp của nó và cái logo được làm màu vàng rất là ấn tượng. Cái logo này cũng có một cái phần chữ đánh dấu nhãn hiệu đã được đăng ký các anh nhé, nên là các anh hoàn toàn yên tâm sử dụng cái sản phẩm này. Ở bên trong thì đây là một cái hộp hai lớp rất là sang trọng như này, cũng rất là thích hợp các anh làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp các anh nhé, trong các dịp lễ quan trọng rất là ấn tượng luôn. Cái hộp bên trong thì được làm bằng hộp gỗ, nhìn rất là hoàng gia đúng không các anh, rất là đẳng cấp luôn, rất là đẹp và độc đáo. Ở đây chúng ta cũng có một cái logo của hãng rất là ấn tượng với một cái phong cách rất là vintage như thế này đó. Ngoài ra, ngoài để đựng cái hộp này thì mình cũng có thể đựng trưng bày được, rất là phong cách. Ở đây là một chiếc bật lửa, như các anh có thể quan sát thì chúng ta thấy cái độ hầm hố của nó khá là hầm hố đúng không các anh. Chien là một cái thương hiệu cũng không xa lạ lắm, nếu như mà các anh hay theo dõi kênh nhà em thì Chien cũng khá là nhiều mẫu bật lửa độc đáo. Và trên tay em đây là một chiếc bật lửa, các anh có thể thấy là chúng ta có phù điêu rồng và ngựa rất là tượng và nổi bật đúng không, một phần rất là hầm hố và độc đáo nữa. Cái bật lửa này thì sử dụng xăng đá các anh nhé, sử dụng xăng đá chung với lại Zippo của Mỹ. Phụ kiện này thì rất là dễ tìm kiếm thôi, rất là dễ mua và rất là dễ thay thế cũng như là dễ sử dụng. Với cái phong cách thiết kế kiểu như thế này thì cũng rất là bền bỉ cho một chiếc bật lửa. Toàn bộ cái bật lửa này được phù điêu ở bên ngoài nổi rất là ấn tượng và tinh xảo, cầm ở trên tay các anh mới thấy được rõ cái độ đẹp của nó. Đấy, bóng loáng như gương. Ngoài cái màu sắc em đang cầm trên tay là màu bạc phun như thế này thì bên em còn màu vàng đồng nữa, rất là ấn tượng. Con ngựa cũng như là con rồng cuộn, ở tất cả các mặt thì chúng ta đều có hình phù điêu nổi nhá. Cái hình phù điêu nổi này rất là dày dặn luôn, và cầm ở trên tay rất là đầm tay, các anh cầm cái bật lửa rất là chắc chắn. Ở dưới thì chúng ta có mộc đáy của hãng Chien, và mở nắp ra thì chúng ta nhìn thấy cái phần vỏ rất là dày, phần phù điêu rất là nổi bật và cũng như là dày dặn cứng cáp nữa. Mở nắp ra thì chúng ta có một cái ruột giống như kiểu là hãng Zippo, và cái ruột này đi gió được, chống gió 16 lỗ, đi gió không tắt và giúp cho các anh lấy lửa ở mọi điều kiện thời tiết, với một cái búa cam giúp cho độ nảy tốt hơn, cũng như là bánh xe, rồi tất cả mọi thứ hoạt động tương tự như một chiếc bật lửa Zippo của Mỹ. Và chúng ta có những cái thiết kế, những cái chi tiết rất là chất lượng cao, các anh có thể quan sát từng cái đinh tán được trau chuốt rất là sạch sẽ và gọn gàng, cũng không có vết thừa. Nói chung là gia công, ở phần gia công thì khá là tinh xảo và sắc xảo và chất lượng. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó rất là trơn tru và mượt mà, cũng rất là đẹp. Về chất lượng thì hãng Chien thì cũng có một cái chất lượng tương đối là tốt so với giá tiền của hãng đó. Ở đây thì bật lửa mới, em chưa châm xăng, chính vì vậy là khi mà đánh lửa thì các anh chưa thấy lên lửa, tuy nhiên các anh có thể quan sát cái độ nhạy của nó, nhạy không kém gì Zippo cả đó. Khi mà mình mở nắp ra thì cũng có tiếng kêu nhẹ các anh nhé. Tất nhiên là cái độ dày như thế này mình không đòi hỏi tiếng kêu phải thanh thoát hay là như thế nào cả, nhưng mà nó cũng có một tiếng kêu đặc trưng làm cho mình khi mà mở nắp để mà châm thuốc thì nó cũng gây cái sự chú ý với mọi người xung quanh. Cái bản lề 5 chấu rất là chắc chắn như thế này, rất là phù hợp. Màu sắc rất là nhã nhặn và thanh lịch luôn. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, bên em sẽ có bạn liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website nhé, để mà tiết kiệm thời gian cũng như là bảo mật thông tin. Các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.